Xin chào tất cả mọi người, hiện tại mình đang có mặt tại showroom 369 Việt Thương Điện Biên Phủ. Chúng ta sẽ cùng đi tham quan khu vực trưng bày trống ở Việt Thương như thế nào nhé. Hiện tại thì Việt Thương đang nhập khẩu và phân phối độc quyền hãng trống bên của Nhật. Trước mắt mọi người đây là bộ trống bên Rosso. Đây là bộ trống dành cho người mới nhập môn. Khi mua set trống này thì mọi người sẽ có được tổng cộng là 5 trống. Một chân 2 hết, một chân symbol, một cặp 2 hết và một lá crack đã bao gồm. Bên cạnh đó thì còn đã bao gồm có ghế ngồi đánh trống và một bao dùi, bên trong nó có 2 cặp dùi. Tiếp theo chúng ta sẽ tham quan bộ bên Midtown. Bộ bên được thiết kế đặc biệt cho những ai thích nhỏ gọn, thích có thể mang đi một cách nhanh chóng gọn gàng. Và đặc biệt là bộ Midtown, bộ bóng bên Midtown này phù hợp với những quán cà phê hoặc những phòng trà nhỏ vì nó diện tích nó chiếm không có lớn. Khi mua bên Midtown thì chúng ta phải mua thêm set hạt que. Đây là set hạt que HBP830. Nó bao gồm là chân 2 hết, chân snare, chân symbol thẳng, chân bom symbol và một cái pedal. Các bạn lưu ý đây là pedal B930 được thiết kế với độ nhạy rất là cao. Đế bằng nhôm nguyên khối. Tiếp theo chúng ta sẽ tham quan đến bộ bơ hít bọt. Bơ hít bọt series là một series đã rất nổi tiếng từ 30 năm về trước. Khi mua set bơ hít bọt chúng ta sẽ có snare 14, tom 10, tom 12, floor tom 16. Cũng có size fusion là floor tom 14 nữa nha mọi người. Kích thì kích 22. Hiện tại Xbox series nó có ba kiểu finish, là ba màu sơn đó mọi người. Đầu tiên đây là bộ Xbox thường thì nó được finish bằng decal, được dán decal. Cái series cao hơn thì nó được finish bằng sơn mài, là sơn lacquer. Và tiếp theo là phiên bản đặc biệt là ESA, thì đây là phiên bản giới hạn với những cái hình dáng ví dụ như là phiên bản người nhện hay là những siêu anh hùng đó. Thì bộ Xbox này nó phù hợp với những người, những cái đơn vị ví dụ như đi làm show tiệc, làm show đám cưới hoặc là những cái sân khấu phòng trà với sao tiếng rất là hay. Đặc biệt là gỗ được thiết kế với 6 lớp gỗ, bao gồm là 3 lớp gỗ dương và 3 lớp gỗ mahogany châu Á, cho ra âm thanh rất là chắc chắn và tầm ấm. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với bộ bên decat maple. Đây là bộ trống bơ được thiết kế để thay thế cho dòng bơ vision khi vào năm ngoái là đã không còn sản xuất nữa. Bên decat maple được làm tất cả bằng gỗ maple. Nó có rất nhiều series như các bạn mọi người đang thấy. Đây là series 3 trống với kích 24, tom 13 và floor tom 16. Nó cũng có size tiêu chuẩn là snare 14, tom 10, 12, kích 22, floor tom 16, 14. Khi mua bơ decat maple thì mọi người chú ý là có thể set thêm một bộ chân HBP930, cũng bao gồm 5 món là hai chân symbol, chân snare, chân 2 hết và một cái pedal B930. Tiếp theo đây là một dòng series trống cao cấp của Bơ. Đây là series trống mới sản xuất, mới được ra mắt vào năm 2018. Có tên gọi là Bơ Session Stereo Select. Đây là một bộ trống được sản xuất với sao tiếng chuẩn và cái khách hàng mà hãng bên muốn hướng tới, đây là khách hàng ở trong những studio, những phòng thu với âm thanh chuẩn và chắc chắn. Khi mua bơ
Session Studio. Thì các bạn lưu ý là không có snare đi kèm và các bạn phải mua thêm snare riêng. Khi set với hardware thì mọi người chú ý có thể là cái hardware phù hợp nhất với nó đó là HDB930, cũng bao gồm 5 món giống như bên HDB830, chân nó sẽ to hơn, mọi người có thể quan sát thấy chân HDB930 rất là to. Tiếp theo, trước mắt mọi người đây là một bộ Burr Master được thiết kế toàn bộ là gỗ mắc bồ, được hãng bên thiết kế đặc biệt để cho ra sau âm thanh ấm lực. Khi mua bên master, các bạn lưu ý là các bạn không có snare đi kèm, bắt buộc các bạn phải mua thêm snare rời. Và bộ hardware đi kèm nó cũng là HDB 930, các bạn có thể mua thêm HDB 930. Ngoài hãng trống bơ của Nhật thì Việt Thương còn nhập khẩu độc quyền và phân phối chính thức hãng trống Odiri. Đây là hãng trống đến từ Brazil. Trước mắt mọi người đây, trước mắt các bạn đây là bộ Odiri Fluent Fusion với cái set hiện tại đang là 6 trống, bao gồm snare tom 10, 12, floor tom 14 và 16, kích 22. Lưu ý là khi mua Odiri thì đã có hardware đi kèm nha mọi người. Hardware đi kèm của nó là bao gồm chân hi hat, chân snare, chân cymbal thẳng, chân bom cymbal và một cái pedal của Odiri. Vừa rồi thì các bạn đã được tham quan qua những bộ trống của hãng Burr và Odiri mà Việt Thương đang phân phối độc quyền. Thì những clip sau mình sẽ làm chi tiết hơn về từng bộ trống, các bạn nhớ đón xem nha. Tất cả thắc mắc các bạn có thể để lại comment ở phía dưới. Đừng quên like và subscribe kênh các kênh của Việt Thương nha. Xin chào mọi người.